em vào đây nhá vướng mắc lượng tử nhá sau khi em vào vướng mạng lượng tử cái thứ ta nhìn thấy thì nó biến mất này hãy đặt câu hỏi vì sao bạn bán nó lên bạn mua nó xuống khi bạn cắt lỗ buồn ghê nếu để thì lãi giá như bố mày đẻ nhỉ buồn quá khi ta cắt lỗ nếu để thì hòa hoặc ăn to con con ta định mua chứng khoán đấy thì nó lên con ta định bán thì nó xuống con ta chốt thì nó lên mẹo rồi đó đó thứ ta không nhìn thấy thì nó tồn tại đó. thế mà không phải là thế trong cuộc đời đấy thứ ta không nhìn thấy thì nó nằm sâu ở phía bên trong đúng không nào rồi vào lệnh hedging khóa buy sell đúng chưa? À ok đây và anh tặng em sách đây này, này, bộ video này em xem này vướng mắc lượng tử đây này, này. Đây ok nhận file đào tạo này anh tặng em này, đây ấn vào đây này. Và cái gold này đúng không? Từ thiện này, ấn vào từ thiện này. Từ thiện này là từ thiện không đồng nhá. Em ta làm đúng cái chín điều và điều chín comment chín điều điều chín đi. Em ấn nhận file đào tạo này, em nhận cái file vướng mắc lượng tử của anh này. Đúng không? Nhận phương vai vướng mắc lượng tử này. Đó, anh có cái duyên là vào fin vin future vin uh, big data đấy đúng không đây là cuốn sách này đấy cuốn sách vướng mắc lượng tử này đó đấy vướng mắc lượng tử này em đọc cái này thôi đọc ít hiểu nhiều đọc sách ít thôi đọc mục lục thôi không có thời gian mà đọc sách đâu các vĩ nhân viết ra đọc không hiểu nổi đúng không đọc ít thôi đọc ít thôi nhá tập trung vào ngộ ngồi im một chỗ rồi ông trời mang tiền đến cho ngồi im đúng không ngồi im thiền ngồi nghĩ tĩnh 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 chạy hùng hục ấy, không có tiền đâu nhá cứ ngồi im càng lười càng tốt nhưng mà lười trong trạng thái tĩnh lười trong trạng thái ngộ nhá không được làm hùng hục nhá Ok nhìn thấy chưa Điều 99 điều xong xong Đấy tặng em cuốn sách đây nha